Ba Lan là một quốc gia có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, là đầu mối giao lưu của các quốc gia châu Âu. Với môi trường sống trong lành, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, bất cứ ai đến với Ba Lan đều có ấn tượng tốt đẹp về một đất nước thanh bình và thân thiện. Những đơn hàng xuất khẩu Ba Lan luôn mở ra cơ hội cho những người muốn được sinh sống và làm việc tại đất nước xinh đẹp này. Căn cứ vào hợp đồng cung ứng lao động mới, công ty cổ phần LMK Việt Nam thông báo tuyển thợ hàn và thợ kết cấu làm việc cho công ty đóng tàu Partner tại Ba Lan với các chi tiết như sau. Tuyển thợ lắp số lượng 50 người, lương cơ bản xấp xỉ 670 USD một tháng, thu nhập dự kiến xấp xỉ 1.050 USD trên tháng. Tuyển thợ hàn 3G, 3F, 4G, 4F, số lượng 50 người, lương cơ bản xấp xỉ 670 USD một tháng, thu nhập dự kiến xấp xỉ 1.050 USD một tháng. Đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn: nam giới từ 25 đến 45 tuổi, có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài. Khuyến khích các vị trí dự tuyển ít nhất phải có bằng trung cấp nghề liên quan. Thời hạn hợp đồng đối với mỗi công nhân là 2 năm, đối với mỗi hợp đồng có thể gia hạn thêm tùy theo nhu cầu của chủ sử dụng. Thời gian làm việc 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Ngoài ra công ty còn sắp xếp tăng ca cho các công nhân tích cực, tạo điều kiện tích lũy thêm nguồn thu nhập. Sang làm việc tại công ty Partner của Ba Lan, người lao động sẽ được chủ sử dụng chu cấp chỗ ở tiện nghi đạt chuẩn châu Âu, phương tiện đi lại, có xe buýt của công ty đưa đón. Nếu lao động biết lái xe, chủ sử dụng sẽ cung cấp xe cho lao động tự lái. Ngoài ra, chủ sử dụng sẽ cung cấp thêm bữa ăn trưa miễn phí, trợ cấp thêm xấp xỉ 105 USD cho bữa sáng và bữa tối. Chi phí đầy đủ để cung cấp chứng chỉ Hàn Quốc tế DNV cho lao động sang làm việc tại Ba Lan. Người lao động sẽ không phải đóng bất kỳ khoản thuế nào, chủ sử dụng cũng sẽ chi trả toàn bộ. Việt Nam là một quốc gia biển, đất nước đang sở hữu lĩnh vực sản xuất và đóng tàu tiên tiến. Với lực lượng lao động dồi dào, có tố chất khéo léo, ham học hỏi, ham hiểu biết nên các doanh nghiệp ở nhiều nước trên thế giới rất quan tâm và mong muốn hợp tác phát triển lĩnh vực đóng tàu với Việt Nam. Trong đó, lực lượng công nhân Việt Nam luôn được đánh giá cao. Đối với chủ sử dụng tại công ty Partner Ba Lan, đơn vị cũng định hướng việc ưu tiên các thợ giỏi, có tay nghề cao và các kỹ sư trẻ của Việt Nam vào các vị trí đóng tàu chủ chốt của công ty. So với những đơn hàng xuất khẩu lao động ngành đóng tàu tại một số nước châu Á, những đơn hàng xuất khẩu lao động sang Ba Lan xứng đáng nhận được sự quan tâm bởi mức lương thu nhập tốt. Cùng với đó, chất lượng cuộc sống và chế độ đãi ngộ của lao động tại Ba Lan lại không thua kém những nước tại châu Á. Thậm chí, ở Ba Lan, quyền lợi và sức khỏe của người lao động còn được ưu ái hơn. Bởi vậy, đây chính là lý do khiến người lao động nên quan tâm. Nhờ công ty cổ phần LMK Việt Nam, tôi đã nhận được đơn hàng tốt tại Ba Lan và hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại đây. Tôi cảm thấy điều kiện ăn ở, sinh hoạt ở đây tốt hơn nhiều so với thời điểm tôi làm việc ở Việt Nam. Về công việc, tôi cũng thấy phù hợp với khả năng của tôi. Hiện tại, ngoài 8 giờ làm việc cơ bản, thì chúng tôi được làm thêm 2 giờ mỗi ngày và ngày thứ bảy cuối tuần. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng và có thu nhập ổn định như mong muốn. Nếu được chủ sử dụng gia hạn hợp đồng thì tôi sẽ sẵn sàng ở lại để tiếp tục làm việc. Hiện tại thì tôi đang làm việc tại Ba Lan cho công ty đóng tàu Partner theo đơn hàng của công ty LMK. Đấy thì nhìn chung là tình hình làm việc với lại cuộc sống của anh em bên này cũng ổn. Thì ăn uống thì cũng thoải mái. Bữa sáng và bữa tối thì chúng tôi tự nấu, bữa trưa thì chủ họ cung cấp cho. Còn về cái thời gian làm việc thì ở bên này chúng tôi cũng có nhiều giờ làm thêm. Ngày thường thì tăng ca thêm 2 tiếng, làm thêm cả ngày thứ bảy, làm 8 tiếng thứ bảy và được nghỉ ngày chủ nhật. Thì về lương lậu thì cũng tốt. Như thợ hàn, đội thợ hàn chúng tôi thì tháng cầm tay khoảng trung bình khoảng 25-27 triệu. Thợ lắp thì thấp hơn chút, khoảng 22-25 triệu. Còn những ông nào mà tay nghề tốt hơn hẳn ấy, thì lương còn tốt hơn nữa. Cái ngày chủ nhật thì cái ngày nghỉ thì chúng tôi tự dọn dẹp chỗ ở. Đôi khi thì đi ra ngoài đi chơi, đi thăm thú hoặc là đi mua sắm thêm những cái đồ dùng cá nhân cần thiết. Cá nhân tôi thấy thì làm việc ở đây cũng tốt, cũng ổn định. Nên là hết 2 năm hợp đồng thì nếu mà chủ họ gia hạn hợp đồng thì khả năng là tôi sẽ ở lại làm việc tiếp. Lưu ý, công ty cổ phần LMK Việt Nam bắt đầu nhận form đăng ký từ 15 tháng 4 năm 2020, kiểm tra tay nghề trực tiếp vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Hà Nội. Đến dự thi,
các ứng viên vui lòng mang theo các giấy tờ bao gồm hộ chiếu gốc hoặc chứng minh nhân dân, hai ảnh 4x6 để làm form thi tuyển. Những hồ sơ sau khi trúng tuyển bắt buộc phải nộp bao gồm hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 2,5 năm, giấy khám sức khỏe, lý lịch tư pháp số 1, bằng trung cấp nghề tương đương vị trí trúng tuyển có thời hạn đào tạo 1 năm trở lên, giấy xác nhận kinh nghiệm khi đi phỏng vấn phải mang bản gốc để đối chiếu, chứng minh thư nhân dân, photo công chứng, ảnh, hồ sơ xin xác nhận của địa phương. Lao động trúng tuyển phải hoàn tất hồ sơ và các thủ tục liên quan trong vòng 15 ngày. Thời gian xuất cảnh dự kiến sau 4 đến 6 tháng kể từ ngày gửi hồ sơ sang Ba Lan. Lao động sẽ được tham gia lớp đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết do công ty cổ phần LMK tổ chức trước khi xuất cảnh. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cán bộ tuyển dụng trực tiếp để được hỗ trợ tư vấn. Công ty cổ phần LMK Việt Nam chia sẻ đồng hành cùng bạn.